công việc cải tạo sân vận động JIS đã diễn ra khá tốt. Cho đến nay, quá trình này đã đạt tới 95%. Cỏ trên sân vận động này đã được thay thế, đồng thời việc khâu cỏ để tạo mặt cỏ lai theo tiêu chuẩn của FIFA cũng đã hoàn thành. Lối vào sân vận động quốc tế Jakarta cũng đã được bổ sung theo yêu cầu của FIFA. Kể từ khi được lựa chọn để tổ chức FIFA U17 World Cup 2023, quá trình cải tạo sân vận động quốc tế Jakarta theo các yêu cầu từ FIFA đã diễn ra trong vòng 3 tháng qua. Trận đấu đầu tiên của FIFA U17 World Cup 2023 trên sân vận động quốc tế Jakarta sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 11, khi đội tuyển New Caledonia gặp đội tuyển Anh trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng C